Hàng năm, vào ngày 14 đến 15 tháng 8, con cái ở khắp mọi nơi đều háo hức hành hương về bên mẹ La Vang. Sau 2 năm phải chờ đợi vì dịch bệnh, số lượng khách hành hương về bên mẹ năm nay dự kiến sẽ rất lớn. Để những ngày hành hương và đại lễ được diễn ra tốt đẹp, biết bao người đã âm thầm hy sinh, đảm trách các công việc phục vụ cho tha nhân, thể hiện cụ thể lòng yêu thương đối với người anh em của mình bằng cách này hay cách khác. Tại một điểm phục vụ cơm từ thiện cho khách hành hương, thật cảm động khi chứng kiến các chị nữ tu và một số các mẹ đang tất bật chuẩn bị chế biến, đóng gói, chuyển đến tận tay người cần giúp đỡ. Đó là các sơ thuộc dòng thừa sai Thánh Luca và các nhóm chị em thuộc giáo xứ Tam Thái thuộc giáo phận Xuân Lộc. Nên những cái hộp cơm này thì cho em chuẩn bị mua đồ thì những cái đó thì cũng một nhóm của phục vụ thiên ân thì gồm khoảng 16 người đã chuẩn bị từ 2 hôm trước rồi. Ngân sách thì có một nhóm phục vụ của thiên ân ở Tam Thái, giáo xứ Tam Thái ở Đồng Nai. Chúng em cũng có một chút vào nữa. Không quản ngại thời tiết nóng nực, điều kiện hạn chế, nhưng với lòng tận tụy phục vụ tha nhân, quý sơ và quý mẹ đã thể hiện công việc đầy tình yêu thương và lòng nhân ái. Với số lượng 650 suất cơm cần chuẩn bị nhưng chỉ có 16 người phục vụ. Thế nhưng, những phần cơm đó đã đến được tận tay người dùng mà chủ yếu dành cho người anh em đồng bào và những người khuyết tật về hành hương. Trước những hoạt động thiện nguyện này, chúng ta cũng nhớ đến những nhà hảo tâm đã tài trợ những suất cơm miễn phí cho những khách hành hương thiếu thốn điều kiện, đặc biệt là các gia đình đến từ vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, còn nhiều nhóm từ thiện đang hoạt động trên đất mẹ, trong đó có nhóm nhà từ thiện Tình Trang Nghĩa Mẹ, Thanh Lan Hồng Hòa. Các anh chị đã nhiệt tâm phục vụ cho khách hành hương những suất cơm, những hộp mì gói với nét mặt tươi vui hiếu khách, giúp cho những người khó khăn có thể sử dụng tại nơi hành hương này. Với những cử thật cao đẹp và đáng trân quý của những nhà hảo tâm và những người phục vụ tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, là một của lễ thật cao quý dâng lên mẹ hiền kính yêu.